Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 006. Bài này làm trong khoa học hữu cơ 8 9 10. Chuyên đề áp dụng phương pháp thủy phân hóa cho este. Dấu hiệu đầu tiên của bài toán này là nhìn nhận thấy phương pháp thủy phân hóa và đồng đẳng hóa. Đầu tiên là thầy nhìn thấy đồng thủy phân hóa trước đã. Thì cái E này của thầy gồm có cái gì? À gồm có X, Y tức là gồm có axit Z của thầy tức là gì? Tức là gồm có ancol và t của thầy chính là este tạo bởi chính ancol xz uh, và axit xi như vậy thầy sẽ tiến hành thủy phân hóa dấu hiệu thứ hai là axit và ancol đều cho rõ dãy đồng đẳng như vậy thầy sử dụng phương pháp thêm nữa là đồng đẳng hóa cụ thể thầy có cái axit đầu tiên đồng đẳng hóa nó ancol của thầy là ancol c3h6oh tất cả ba lần CH2 cắt ra từ axit và ancol và nước của thầy tách cắt ra từ thủy phân este hóa. Ở đây lý do vì sao vì sao thầy lại lấy bắt đầu từ C3H6 mà không phải lấy bắt đầu từ C3AC2H4OH 2 lần. Lý do là bởi vì người ta nói rằng là Z là ancol có cùng số C với lại X. Nghĩa là gì? X của thầy bé nhất phải là 3C thì suy ra cái Z của thầy ở đây ancol này cũng phải tối thiểu là 3C. Vì thế khi đồng đẳng hóa, thầy phải lấy bắt đầu từ C3 chứ không lấy từ chất đầu tiên của dãy đồng đẳng là C2H4 OH 2 lần. Đó, thầy giải thích để các bạn hiểu hơn. Đặt ABCD, mục tiêu của phương pháp này là phải tìm ra ABCD. Như vậy lập hệ phương trình để tìm ra ABCD. Phương trình số 1 là phương trình A bằng 0,04 là bởi vì phản ứng với Brom. Đó, Brom của thầy phản ứng là 0,04 mol, 0,04 mol vì thế thầy có a bằng 0,4 phương trình thứ hai là phương trình tổng khối lượng phương trình thứ ba là phương trình 0,47 mol là bảo toàn nguyên tố carbon phương trình thứ tư là phương trình bảo toàn hydro kết quả các em sẽ tìm ra được giá trị a b c và d tương ứng sau khi tìm được a b c d rồi thì thầy tiến hành ghép ch2 ch2 của thầy ở đây được tính bằng 0,4 nhân với k trung bình với k trung bình là số nhóm CH2 được cắt ra từ axit X và Y 0,11 nhân với k2 k2 là số nhóm CH2 được cắt ra từ cái rượu hai trước này bằng 0,02 tức là bằng CH2 0,02 thì ở đây nghiệm của thầy thỏa mãn chỉ có thể là k2 bằng 0 tức là không có nhóm CH2 nào cả được cắt ra từ rượu hay nói đơn giản là cái rượu này là rượu cần tìm luôn rồi thế còn cái k trung bình của thầy bằng 0,5 đó, K trung bình bằng 0,5 thì rõ ràng rằng là một cái K bằng 0 và một cái kế tiếp của thầy phải K là bằng 1. Do đó, cái axit đầu tiên là cần tìm là C2H3COOH. Axit uh, số 2 là C3H5COOH hơn nó một nhóm CH2. Số mol của CH2 là 0,02 mol thì suy ra cái C3H5 là 0,02 mol. Thầy bảo toàn nhóm chức axit thì thầy có là 0,0 4 mol. Mà ở đây là 0,02 thì axit đây còn lại là 0,02 mol. Rượu của thầy vẫn là 0,11 mol. Nước của thầy vẫn là trừ 0,02 mol. Đến đây thầy không cần ghép nước mà thầy thực hiện một trong hai cách để lựa chọn. Một là thầy tìm ra được muối tương ứng. Thì thầy có hai muối ở đây. Hai muối, số mol tương ứng cộng vào, các em ra ra được là 4,68 g. Ở đây thầy cố tình ghép CH2 để các em hiểu hơn về cách ghép khi tìm công thức. Nhưng bài toán này cũng không cần phải tìm công thức, chúng ta cũng có thể lựa chọn cách thứ hai để tìm ra muối. Đó là cái CH2 của thầy. Đây, từ cách ghép CH2 này này thì cái CH2 của thầy là 0,02 mol, nó làm chọn ở trong hai axit X và Y. Vì thế suy ra nó cũng phải làm chọn ở trong muối. Do đó cái muối của thầy sẽ là C2H3COOK 0,04 mol và CH2 làm chọn trong nó là 0,02. Các em cộng hai cái giá trị này vào thì các em vẫn tìm ra muối bằng 4,68. Cách này thì không cần phải tìm công thức, nhưng thầy cố tình để các em hiểu hơn về cách nếu như người ta yêu cầu tìm công thức, các em có biết cách để các em xử lý. Đáp án là bài toán này, thầy chọn đáp án là đáp án A.